Chiều hôm qua, sau trận mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã xảy ra một vụ lở bờ ta luy tại khu vực đường Triệu Việt Vương, đoạn gần Dinh Bảo Đại, khiến chiếc taxi 7 chỗ của hãng Mai Linh bị hàng chục khối đất đá vùi lấp hoàn toàn. Rất may, không có thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 14:30, chiếc taxi biển số 49A-10528 của anh Nguyễn Thái Dũng, 35 tuổi, ngụ tại Đà Lạt, đổ trong bãi đất trống thuộc một con hẻm trên đường Triệu Việt Vương. Khi trận mưa lớn vừa kết thúc, bờ ta luy cao khoảng 8 mét của căn biệt thự phía trên bất ngờ đổ sập, vùi lấp hoàn toàn chiếc xe. Tại hiện trường, bờ ta luy đã được gia cố bằng đá và cốt thép, bị sạt lở một đoạn khoảng 25 mét, kéo theo hàng chục khối đất đá và cây cối. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đã đến ghi nhận hiện trường và điều máy móc đến đưa chiếc taxi ra ngoài. Trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Lạt liên tục xuất hiện mưa lớn vào các buổi chiều, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động vui chơi của du khách. Ngày 1 và ngày 2 tháng 5, mưa lớn đã gây ngập cục bộ nhiều vườn rau hoa, một số nhà dân khu vực thuộc phường 9 và phường 12. Một số tuyến đường trong thành phố cũng bị nước dâng ngập, khiến giao thông bị tắc nghẽn cục bộ. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 4, sau trận mưa lớn trút xuống Đà Lạt cũng đã khiến hai người thiệt mạng do ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi.